Xin chào các bác. Sau mấy ngày mưa liền, nước thì dâng rất là cao. Chúng ta cây lan của chúng ta cũng bắt đầu lại quay lại cuộc sống bình thường. Sau mưa cảm giác như là cây lá nó phát triển cũng tốt lên, đúng không các bác? Hôm nay chúng ta đề cập với một vấn đề là các hiện tượng này ấy, thì nó xảy ra ở tất cả các người chơi lan đều thấy, đó là cái việc mà cây đẻ nối. Đây đang nói là cây đẻ nối tự nhiên các bác nhé. Đây là một hiện tượng. Thì giờ chúng ta cùng đi thực mắt nhìn những cái giỏ lan mà nó có cái hiện tượng đẻ nối, rồi chúng ta phân tích là tại sao nó đẻ nối và có tốt hay không, đẻ nối có tốt hay không. Thế và áp dụng cái chương trình đẻ nối này để cho những cái việc mà chúng ta muốn làm. Thì xin mời các bác cùng tôi đi thực sát các giò lan của chúng ta nhé. Thưa các bác, thì cái hiện tượng mà đẻ nối khẳng định là không phải nó xuất hiện ở tất cả các loại lan. Nhất là lan phi điệp của chúng ta, không phải là cái hiện tượng mà cây nào nó cũng đẻ nối đâu. Thì những cái hiện tượng đẻ nối là có thể nó xảy ra ở các loại mà những cây mà lan mà chúng nó có thể là khỏe quá, đấy, phát triển khỏe quá, hoặc có một cái lý do mà bắt buộc nó phải đẻ nối. Đấy, cái hiện tượng này thì nó xảy ra ở những cây lan của chúng ta. Thường đẻ nối thì nó xuất hiện là những cái cây mà nó phát triển rất là mạnh, những cây mà rất là to đấy, khỏe, mập mạp mà nó đẻ gốc ra được một cái cây cái tầm tháng 6, tháng 7 là nó có hiện tượng đẻ ra cái cây này. Đây ví dụ như một cái cây này thì thân mẹ thì nó dài cỡ khoảng 1 mét rồi mà nó rất là khỏe, nên là có hiện tượng là đẻ cây con ở gốc. Đấy. Các bác nhìn cái cây con của nó là nó cũng đã dài được, hiện bây giờ nó đã dài được khoảng 40 phân. Đấy. Thì cây đẻ nối này khi cây con hết cái thời kỳ phát triển thì nó cũng phải ít nhất phải được bằng 2/3 cây mẹ các bác ạ. Tại vì cây đẻ nối nó rất là mạnh, rất là khỏe. Cái hiện tượng đẻ nối này ấy, cái đầu tiên cái nguyên nhân là ở những lý do những cây mà khỏe mạnh, những cây mà phát triển tốt ấy là nó sẽ đẻ nối. Đấy, như cái ngọn này đẻ nối nó cũng đã được 30 phân rồi, với tầm 20 phân rồi. Đấy, thì những cái giò này là nó rất là khỏe, cho nên là hiện tượng đẻ nối gốc là nó sẽ xảy ra. Đấy là nguyên nhân đầu tiên, là cái cây mà nó cực là khỏe mạnh và nó rất là phát triển tốt. Cái hiện tượng thứ hai mà các bác thường gặp đó là đây. Các bác nhìn này, cây này là một lý do là nó bị thối thân đấy. Khi mà cắt thì cái đoạn thân này nó còn được khoảng 35-40 phân. Thì do sinh tồn, có nghe cái này là lý do sinh tồn, là nó bắt buộc nó phải sinh ra một cây ở gốc. Đấy, các bác nhìn cái cây gốc này, nó đẻ ra một cây ở gốc để nó thay thế cái cây mẹ của nó để sinh tồn. Thì là đây, nó là nguyên nhân thứ hai mà nó sinh ra cái việc đẻ nối của cây lan này nhé. Đôi khi thì các bác cứ suy nghĩ có thể là cây mà nó cứ khỏe mạnh, to mập mạp ấy, thì có thể là cái hiện tượng mà đẻ nối nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên không hẳn như thế đâu. Đây các bác xem, những cây này cũng rất là mập mạp nhưng nó không hề đẻ nối một chút nào. Đấy, gốc vẫn bình thường. Đấy, gốc không sao cả, không thấy đẻ nối. Ở đây, đây những cái cây như thế này, có nghĩa là ngọn của nó bây giờ nó khoảng hơn 1 mét rồi. Cây rất là to và đẹp, tuy nhiên thì cái sự đẻ nối nó cũng không xảy ra. Nó không xảy ra đẻ nối. Đấy, thì cái này không hẳn là cứ mập mạp thừa dinh dưỡng là nó đẻ nối đâu. Đấy, nó còn một hiện tượng nữa, đó là cái việc mà nó có thể là sốc thời tiết. Sốc thời tiết nó có thể gây ra đẻ nối. Đấy, chứ không hẳn là cứ gọi là to mập mạp thừa dinh dưỡng là tôi lại thích tôi đẻ ra đâu, không hẳn.
Thế mà nó chỉ xuất hiện ở những cái cây mà có thể là bị sốc thời tiết nữa. Đấy, nó cũng sinh ra đẻ nối. Thì cái việc đẻ nối này thôi, đôi khi nó còn theo giống các bác ạ. Có những cái cây là năm nào cũng đẻ nối. Đấy, một số là những cái dòng mà họ rất là thích nó đẻ nối, vì đẻ nối nó ra được rất là nhiều nhiều cây. Đấy, nhiều cây thì có thể, nếu những cây to đẹp ấy, có thể nó bán được, họ bán được rất là nhiều tiền. Thế nên là họ rất là thích nó đẻ nối. Nhưng mà đôi khi chúng ta chơi lan thì không hẳn là chúng ta đã thích đâu. Tại vì là cây cứ đẻ nối liên tục ấy thì những cái cây mẹ ấy, thường là nó sẽ bị bớt cái dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng. Đấy, có nghĩa là ví dụ một cây thì có thể là nó khỏe mạnh, đầy đủ dinh dưỡng, nhưng mà hai cây đẻ hai đẻ con ấy thì là cái sự mà thiếu dinh dưỡng. Tại vì cái cây khi mà cây con ra thì cây mẹ nó nuôi hoàn toàn đến tầm nó khoảng 40 phân, 50 phân có khi nó mới ra rễ. Thế nên là cái hiện tượng mà đẻ nối ấy là cây mẹ nó sẽ dừng lại, nó sẽ không phát triển chiều dài nhiều nữa. Đợi khi nào cây con của nó mà nó với có rễ, đầy đủ rễ thì bắt đầu lúc đấy cây nó cùng phát triển với nhau. Đấy. Thế nên là cũng không hẳn là đã thích nếu mà một số bác là không hứng thú. Một lý do nữa là có thể là do chúng ta bón, chăm bón các bạn. Chăm bón, khi mà chăm bón này chúng ta có thể là trong cái mùa này chúng ta có thể bón quá nhiều cái dạng kích thích tăng trưởng. Kích thích tăng trưởng là nó ảnh hưởng đến cái sự đẻ nối của cây rất là nhiều. Tại vì là trong cái giai đoạn mà đang phát triển mà chúng ta lại tương những cái chất kích thích. Đấy, nào là kích mầm ra rễ nhiều, kích mầm thì nó cũng gây ra cái hiện tượng mà đẻ nối của cây. Thế thì tất cả các loại mà thuộc là kích thích như vậy thì thường cái cây con của chúng ta khi mà nó mà mọc lên, có nghĩa là nảy lên, sau đó dần dần là nó được khoảng 10-15 phân nó thắt ngọn. Đấy là dài, có khi thậm chí có cây chỉ có 3 phân, 4 phân nó đã bị thắt ngọn rồi. Thế nên là cái đấy cũng chẳng phải là hiệu quả, chẳng phải là đẹp. Đấy là những cái sự mà kích thích do con người, có nghĩa là con người tạo nên. Đấy, hoặc là vô tình hay cố ý để tạo nên cho những cái cây mà nó đẻ nối. Đấy. Thì giờ chúng ta cùng phân tích là thế đẻ nối thì có những cái lợi ích gì với người chơi lan. Bây giờ chúng ta phân tích một chút về cái đẻ nối này. Thì đầu tiên cứ nói là cái đẻ nối tự nhiên mà chúng ta thường gặp, có nghĩa là như vừa nãy cũng đã đi quan sát với nhau đúng không? Thì những cái cây mà có thể là khỏe mạnh quá, nó tự bật cái mầm gốc ra giữa chừng, có nghĩa là nửa chừng thời gian là nó lại nảy lên một cây. Thì cái cây này nếu mà để tự nhiên nó phát triển thì đến cuối năm nó cũng phải được khoảng bằng 2/3 cái cây mẹ. Đấy, thì nhìn cái giò lan của chúng ta cũng khá là bắt mắt, tại vì nó nhiều thân lên đúng không, thì thưởng thức rất là sướng. Đấy. Còn cái thứ hai, sự cố khi mà cái cây mẹ nó có vấn đề về bệnh tật, ví dụ như chúng ta bắt buộc là nó thối giữa thân hay thối ngọn gì đó chúng ta phải cắt đi. Đấy. Sau đó là nó mọc cái mầm gốc thì nó là duy trì được gọi là cái giò lan của chúng ta đỡ bị xấu đi và giữ được giống đúng không? Đấy là chúng ta xử lý kịp thời. Đấy, còn cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân mà can thiệp về hóa chất, mình cứ dễ hiểu như thế, có nghĩa là về cái chất kích thích tăng trưởng trong cái lúc nó quá liều, thế là nó nảy sinh ra cái việc mà ra mầm gốc. Thì thường cái này ấy, khi mà chúng ta mà khi nó ra nhú mầm đẻ lỡ đẻ nối đấy mà chúng ta có chế độ chăm sóc không tốt ấy, thì cây con của nó ra được khoảng 5-7 phân nó lại thắt ngọn, nhìn rất là xấu lít nhít trong một cái giò lan. Đấy là do chủ quan, có nghĩa là chủ quan mình không may bón phải nữa nhá, bón không đúng lúc ấy. Thế còn cái thứ nữa là chúng ta gọi là chủ động, có một số bác là chủ động là kích thích để cho nó ra cái chồi lỡ. Nhưng mà khi mà các bác ấy thường nếu mà có cái chủ động đấy thì các bác ấy có cái chế độ chăm sóc cây ấy
rất là tốt, cho nên là cây con của nó phát triển cũng rất là mạnh mẽ. Đấy. Còn đa phần, tôi thấy còn đa phần là cây con là sẽ bị đẻ nối, sau đó là thắt ngọn sớm và nó cứ lít nhít ở trong cái chậu, nhìn rất là xấu, không đẹp. Đấy, thế còn trong cái phương diện mà chơi thưởng thức thì chúng ta không nên làm như thế, đúng không? Chúng ta không nên làm như thế, còn chúng ta có cái mục đích riêng, ví dụ như là nhiều cây con lên này thì sẽ được nhiều giống này, chia sẻ được nhiều này, tại vì cái mầm gốc nó rất là quan trọng, nó rất là phát triển rất là tốt so với kỳ, bình thường là nó như thế. Thế nên là các bác sẽ can thiệp để các bác ấy cho nó nhiều ra mầm gốc và các bác ấy tách rời ra từng cái một, các bác ấy trồng và sau này có thể là giao thương buôn bán đấy, để kiếm lời. Tuy nhiên thì mình ở cái phương diện là thưởng thức thì cũng không hẳn là đã hứng thú với cái cách như vậy, đúng không? Đấy. Thế còn cái tiếp theo là khi nó đẻ nối như thế thì ảnh hưởng đến cây như thế nào? Thì đương nhiên là cái đẻ nối ấy, là khi mà nó đẻ một ra cây con ấy, kể cả cây đang rất là lực lưỡng lực ấy, thế nhưng mà đẻ con ra nó bị trùng một thời gian, nó không phát triển để nó nuôi cái mầm ấy. Đấy, khi cái mầm ấy nó lại lên được khoảng 3-40 phân, lúc nó bung rễ ra thì lúc đấy bắt đầu nó mới cùng phát triển, thì nó lại phát triển rất là nhanh. Đấy, đến cuối vụ chúng ta có thể là đạt cây con ấy đạt ngang bằng khoảng 2/3 cây mẹ là cây chắc chắn. Đấy, thế nên là cũng có rất là lợi. Đấy, thế nên là chúng ta tùy cái cách của chúng ta nên làm như thế nào cho hợp lý các bạn. Và còn nói thêm với các bác nữa là cái đẻ nối hoặc là đẻ thêm con ấy thì ở dòng đơn thân nó cũng xuất hiện. Đấy, đơn thân cũng xuất hiện. Tại vì các bác hiểu là cái đơn thân là nó là có một thân và nó cứ dài ra mãi đúng không? Khi đến cái độ mà tuổi nó đủ ấy thì có thể nó cũng sinh ra con ở những cái phần đằng phía gốc, những cái mắt ở phía gốc già ấy, là nó sẽ sinh ra cây con. Thì cái đấy chúng ta rất là quý. Đấy là tự nhiên nhé, nó rất là quý. Tại vì một giò lan giả sử nó có một ngọn thôi, nhưng mà lúc mà nó đẻ con ra làm 2-3 con ở gốc nữa thì nó thành một cái giò lan cùng một mẹ, có nghĩa là cùng một gốc, thì tuyệt vời. Sau này hoa nó nở cùng một lúc và rất là đẹp. Thì chúng ta rất trân trọng cái tự nhiên của nó. Đấy. Còn có những cái cách mà khi mà thân nó dài như vậy mà chúng ta cũng muốn coi như nó đẻ nối thì chúng ta cũng có thể là can thiệp bằng một số cái thuốc kích thích tăng trưởng, giống như kiểu là nảy mầm, đẻ mầm, giống như kiểu là dạng kích kỳ ấy. Chúng ta có thể là phun ở cái đoạn gốc già ấy, là nó cũng tự sinh ra cây con. Tuy nhiên là khi mà nó sinh ra ấy, thì chúng ta phải chăm sóc nó thật tốt, chứ không là cây con nó rất là yếu. Cái cây nó ra kích nó khác, nó không giống tự nhiên đâu, ra tự nhiên nó rất là khỏe và rất nhanh lớn. Thế nhưng mà ra kích là chúng ta phải có chế độ chăm sóc tốt, không là nó sẽ nhìn nó rất là xấu. Đấy, tôi cũng đã thử nghiệm khi mà quá liều một chút, ui nó đẻ lúc nhúc mỗi mắt một cây con. Tuy nhiên thì sau này nhìn nó xấu lắm, không đẹp. Đấy, nó không tự nhiên. Đấy, cái đấy thì các bác nếu mà chơi thưởng thức như tôi thì các bác cũng nên lưu ý là chúng ta nên làm hay không nên làm, hoặc bôi hoặc phun ở cái mức độ nào để cho nó ra vừa phải, để nó cây mẹ nó có thể nuôi được con cho nó ngon lành. Thì hôm nay cũng tản mạn về một chút về cái hiện tượng nhé, gọi là hiện tượng tự nhiên của cây mà nó đẻ nối. Chúng ta quan sát những cái hiện tượng đấy và đánh giá và xác định nó là cái dạng đẻ nối tự nhiên, nối hay là lỡ đấy, tự nhiên hoặc là có can thiệp của con người. Thì các bác gọi là cũng thêm được một chút kinh nghiệm, nếu bác nào chưa biết đấy, thì cũng hiểu về nó như vậy, chứ cũng không nhiều khi cứ hỏi và tại sao nó như thế, thì đấy nó là những nguyên nhân mà tôi đã cũng vừa trình bày với các bác ở trên. Hôm nay thì rối rãi cũng lên với các bác vài phút, bây giờ xin chào và tạm biệt các bác. Đấy, mong các bác làm sao vượt qua cái dịp Covid nguy hiểm như thế này. Đấy, xin chào các bác. Các bạn ơi, nếu thấy video hữu ích hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông trên cùng để có video mới nhất nha.